Mau lên, mau lên. Mau lên, đến rồi. Đây, cô Đại Bảo. Không phải cô Bảo hay chúng tôi đến đây để bốc vác đây chứ? Bốc vác gì chứ? Tay làm hàng gai, tốt chứ sao, tự mình kiếm tiền. Tôi không làm được. Tôi không làm, tự chúng tôi đi tìm việc. Bả Hậu Thiên, anh đi đâu vậy? Việc này Hạo Thiên không làm được đâu. Tôi cũng không thể làm. Nam Định Bang anh đi đâu vậy? Anh có còn là đàn ông không? Phí lời, sao tôi không phải? Nếu anh là đàn ông thì đi làm đi. Một cô gái như tôi còn làm được, lẽ nào anh làm không nổi? Thì không phải là tôi không giác nổi, mà là tôi không muốn giác. Dù gì tôi cũng là thiếu gia, làm cái này mất mặt lắm. Tôi thấy Quảng Châu lớn như vậy, ai quen biết anh? Còn ở đây thiếu gia, tôi thấy anh diện cớ thì có. Thực ra là anh không dắt nổi. Nếu tôi dắt được thì sao? Chúng ta đánh cược đi. Cược gì? Nếu anh không dắt nổi, anh phải cưới tôi. Nếu tôi dắt được thì sao? Nếu anh dắt được, tôi gả cho anh. Rồi rồi rồi, kiểu gì cũng là tôi thiệt, đúng không? Gì mà thiệt chứ? Tôi lấy anh thiệt sao? Tôi thiệt to ấy chứ. Hay là như vậy, nếu tôi dắt được, sau này cô phải gọi tôi là anh. Nếu anh không dắt được thì phải gọi tôi là chị đấy. Được, đi thôi. Một, hai, ba. Nào. Một, hai, ba. Lâm Định Bang, anh mỗi chuyến một bao là được. Hay thật đấy, hai bao. Ổn không đấy? Ai nói tôi không ổn? Thêm bao nữa đi. Một, hai, ba. Người anh em có ổn không vậy? Hình như không ổn lắm. Bao lên, bao lên. Nếu anh không dắt nổi thì đừng có cố quá nha. Buồn cười cho cô biết. Không có gì Lâm Định Bang tôi không làm nổi. Được. Tôi không phải là cố quá. Tôi không có việc gì là không làm được. Chỉ là không muốn làm thôi. Anh ở đó già mồm đi. Đại Bảo, việc này chúng ta còn phải làm bao lâu? Một ngày. Không phải chứ. Cái gì mà không phải? Việc là phải làm cả ngày. Nếu anh không làm nổi thì gọi tôi một tiếng là chị đi, là được về nhà. Mơ đi qua Đại Bảo. Tôi không tin đường đường một người đàn ông như tôi không bằng một người đàn bà như cô. Cái gì mà đàn bà? Tôi là tiểu thư Khuê Cát đấy. Chú ơi, chú có cần nhân viên không? Không cần, không cần. Tôi nói anh nghe, đã nghe ngóng được rồi. Một tháng được mấy đồng đại dương đấy. Nhất định sẽ cần chúng ta. Người anh em, mọi người đi làm ở đâu vậy? Làm gì? Lúc nãy mọi người không phải đi kiếm tiền sao? Nói một tháng kiếm được mấy đồng đại dương. Chúng tôi nói là đi đăng ký vào trường đội lục quân quốc dân đảng, thi đỗ một tháng được phát mấy đồng đại dương. Không nói với anh nữa. Trường quân sự còn có tiền. Đau 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 bà cô ơi. Cô có thể nhẹ tay một chút không? Tôi nói này Lâm Định Bang, sao anh chẳng có chút tiền đồ? Tôi dắt hai bao gạo chả làm sao, anh dắt có một bao đã bị thương như vậy. Đúng thật là tôi so được với cô sao? Cô xuất thân thổ phỉ, từ nhỏ việc gì cũng làm. Cô xem tôi trông cao to như vậy thôi. Cha tôi thương tôi lắm, ông ấy chẳng cho tôi làm gì hết. Anh không có mặt mũi nói. Anh đừng có mà tự tìm cớ cho mình. Tôi nói anh biết, cái tính thiếu gia của anh phải sửa đi. Giờ không còn như trước nữa. Anh mà không làm việc là không có cơm ăn đâu. Không phải vẫn còn có cô sao? Anh nói vậy là ý gì? Tôi có gì mà ý gì? Ý anh là tôi kiếm tiền cho anh tiêu chắc. Vậy thì sao? Lúc đầu cô đã đồng ý với tôi, muốn đi theo tôi làm người hầu. Người hầu kiếm tiền cho thiếu gia tiêu thì làm sao? Lẽ đương nhiên. Được thôi. Cái miệng thổ phỉ nhà cô đau chết được. Đáng đời. Qua Đại Bảo, cô nói lời phải giữ lời đấy. Cô phải thực hiện lời hứa của mình đi. Lời hứa nào? Giả dờ cái gì? Cô nói rồi, hôm nay chỉ cần tôi làm thì cô sẽ gọi tôi là anh, có phải không? Chơi bẩn sao? Gọi đi, mau lên, mau lên. Cô ngay sau đó làm gì? Gọi đi. Anh không nghe thấy. Anh nói to lên. Anh sao vậy? Mới một ngày không gặp đã anh rồi còn cởi áo ra. Biến đi. Thôi tôi biến nha. Không làm phiền hai người nữa. Hôm nay tôi đi giác hàng, qua Đại Bảo giúp tôi bôi thuốc thôi.
Không thèm nói với các anh. Các anh từ từ nói chuyện đi. Hôm nay cậu chạy đi đâu vậy? Cậu biết tôi đi đâu không? Trường quân sự Hoàng Phố. Chính là trường quân sự lục quân của Quốc Dân Đảng thành lập. Vì nằm ở đảo Trường Châu của khu Hoàng Phố nên gọi là trường quân sự Hoàng Phố. Đúng lúc có cơ hội đăng ký thi nên tôi đi theo. Cậu đăng ký rồi sao? Tôi cũng muốn. Nhưng đăng ký là phải có thư giới thiệu. Tôi làm gì có. Vậy cậu còn đi. Tôi nhất định sẽ tìm cách đăng ký. Tôi phải thi đỗ, tôi phải đi đánh trận, tôi phải làm cách mạng, tôi phải báo đáp tổ quốc. Thôi thôi thôi, cậu có biết thế nào là cách mạng không? Cách mạng không phải chính là cha cậu, cha tôi đều là quân Việt cũ. Theo như cách nói của bọn họ là đối tượng phải đánh đổ. Còn ở đó cách mạng, cha tôi chết rồi nhưng mà cha cậu vẫn còn. Theo như cậu nói, nếu cậu gia nhập Quốc Dân Đảng thì phải đánh đổ cha cậu, sau đó lấy mạng của cha cậu. Nếu mà lấy mạng cha tôi mà có thể mang lại sự dân chủ bình đẳng giàu mạnh cho đất nước thì tôi cũng chịu thật. Cậu đi nhà, cậu chưa tới trường quân sự Hoàng Phố đó thôi. Nếu cậu mà đi rồi sẽ biết, ngôi trường đó là tương lai và hy vọng của Trung Quốc. Từ cuối nhà Thanh đến giờ, Trung Quốc luôn bị người nước ngoài ức hiếp. Chiến tranh quân Việt, dân chúng khốn khổ, cậu có biết vì sao không? Cậu nói xem là vì sao? Bởi vì từ trước đến nay chúng ta chỉ có đảng Cộng sản mà không có đội ngũ cách mạng. Chỉ cần có hàng ngũ cách mạng, tất cả mọi thứ của xã hội cũ, tất cả sẽ bị tiêu. Đây là xu hướng của lịch sử, không ai có thể ngăn chặn được. Đây gọi là kẻ thức thời, là Trang Tuấn Kiệt. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh đã. Cậu cứ ngồi xuống rồi nói. Không ngồi được, vậy cậu đứng đi. Những thứ cậu vừa nói có bao gồm cả cha cậu? Đương nhiên. Chúng ta tới trường quân sự đăng ký đi. Sao nào? Chỉ có hai chúng ta có được không? Sao lại không được? Người khác được mà chúng ta không được sao? Tôi nói cậu biết, lần này chúng ta tới Quảng Châu là đúng rồi. Đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất thì phải vì nước vì dân tận tụy. Vậy thì mất không phí hoài. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói sai sao? Mã Hậu Thiên, sao đột nhiên tôi thấy không quen cậu thế nhỉ? Cậu còn là Mã Hậu Thiên lớn lên cùng tôi không vậy? Đương nhiên rồi, đây mới đích thực là tôi. Nghĩ thôi là tôi thấy hứng khởi lắm rồi. Đây là kế hoạch lớn. Đúng rồi, cậu biết không? Trước cổng trường có một câu đố nữa, là tham quan phát tài, mời đi chỗ khác. Tham sống sợ chết, xin đừng bước vào. Hoành phi, nơi người làm cách mạng tới, mời đi chỗ khác. Tham sống sợ chết, xin đừng bước vào. Trường quân sự Hoàng Phố này cũng thú vị đấy. Mẹ Lý, sao em còn ở đây? Em đợi anh. Có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói, không cần khách sáo với anh họ. Có phải hết tiền không? Anh có đây, cầm lấy mà tiêu. Không, không, không. Không phải chuyện tiền nông. Không phải chuyện tiền nông. Vậy thì là chuyện gì? Anh họ. Anh thấy em như thế nào? Anh không hiểu ý của em lắm. Em hỏi anh là anh thấy con người em thế nào? Rất tốt. Học rộng hiểu nhiều, vừa học giỏi lại lương thiện. Vậy em làm bạn gái của anh. Cái gì? Em nói cái gì anh không nghe rõ? Em muốn làm bạn gái của anh. Mẹ Luyến, em đùa gì vậy? Được rồi, không còn sớm nữa. Anh đưa em về. Anh họ, em nghiêm túc đó. Em đừng xa xa xôi tới đây nương nhờ anh. Anh để cho em làm bạn gái anh đi. Là bừa. Em là em họ của anh là anh họ của em. Anh luôn coi em là em gái của anh. Anh là con nuôi của cậu mợ. Chúng ta có thể yêu nhau mà. Mẹ Luyến, chuyện hai chúng ta là không thể. Em mau bỏ suy nghĩ này đi. Em biết anh không thích em. Anh thích cái chị tiểu mạn đó. Chế thực sự có gì hơn em sao? Mẹ Luyến, anh biết nhà em đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy. Em muốn mau chóng tìm thấy một chỗ dựa. Anh hiểu, cho nên anh không phải là đồng ý với em sẽ chăm sóc em sao? Cái em cần không phải sự chăm sóc của anh họ với em họ. Em muốn sự chăm sóc của người yêu với nhau. Không thể, anh họ. Mẹ Luyến, em còn như vậy nữa anh giận thật đấy.
Được rồi, anh đưa em về trước. Đi, không đi. Bỏ anh ra. Anh họ, Mễ Luyến. Anh họ à, Mễ Luyến. Em chỉ muốn làm bạn gái anh thôi. Anh đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh họ em, em từ nhỏ đã thích anh rồi. Em chỉ muốn làm bạn gái của anh thôi. Em chỉ muốn làm cô dâu của anh thôi. Bỏ ra, em bỏ anh ra. Anh không cố ý đâu. Anh không cho em chút cơ hội nào sao? Trong lòng của anh không có em dù chỉ một chút sao, Mễ Luyến? Em đừng ép anh bất nhân bất nghĩa. Đừng nói anh là người của Đảng Cộng sản. Kể cả anh không phải đảng viên Đảng Cộng sản, anh cũng không thể có suy nghĩ gì với em. Em là em họ của anh. Hú hồ em đã biết trong lòng anh có người khác rồi, thì càng không thể làm loạn ở đây. Anh cứ coi như em chưa nói gì hết. Mễ Luyến, Mễ Luyến, em đợi anh đã. Mễ Luyến, sẽ không làm chuyện dại dột gì chứ? Mễ Luyến, Mễ Luyến, đại bảo cô nương, Phương tiên sinh sao vậy? Em hỏi tôi về chưa? Vẫn chưa. Sáng sớm nay đã đi tìm anh rồi. Hỏng rồi, em họ tôi xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay em họ tôi nói thích tôi. Tôi nói chuyện này sao có thể, rồi từ chối em ấy. Rồi em ấy chạy ra ngoài mất. Tôi chạy theo nhưng mà không kịp. Vậy sao? Định Bang, Mã Hạo Thiên, anh ra đây đi. Phương tiên sinh, anh tới rồi. Sao vậy, có chuyện gì? Cô Mễ Luyến có lẽ có chuyện rồi. Mễ Luyến, Mễ Luyến à, chúng ta chia nhau tìm đi. Tôi và cô Đại Bảo tìm bên này, Định Bang, anh và Hạo Thiên tìm bên đó. Được, đi thôi. Mễ Luyến, Mễ Luyến. Anh, em hỏi anh, trường quân sự Hoàng Phố Kỳ này tình hình đăng ký thế nào? Rất tốt. Các thanh niên có hoài bão từ khắp nơi trên cả nước đã tới rất đông. Cơ bản đều không tồi. Nếu em mà là con trai thì tốt. Em nói gì? Nếu em là con trai thì định đăng ký thi trường quân sự Hoàng Phố sao? Đương nhiên, giờ các thanh niên giàu ý chí cả nước, ai mà không muốn đăng ký trường quân sự Hoàng Phố? Được rồi, văn nhã. Nhà báo của em làm cho tử tế đi. Đây là một nghề tốt. Vua một phương, tương lai sáng lạng. Cha, con thích anh họ. Nhưng mà anh ấy không thích con. Anh ấy đã có người con gái mình thích rồi. Anh, anh xem kia có phải cô gái muốn nhảy sông tự vẫn không? Hình như là vậy. Anh, cha mẹ chẳng còn nữa. Con sống có ý nghĩa gì? Con tới tìm cha mẹ đây. Cứu với! Có người rơi xuống nước rồi. Tránh ra. Anna, cẩn thận một chút. Cẩn thận đó. Mễ Luyến, đi 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 đi, đi xem. Người anh em phía trước có chuyện gì? Hình như là nghe nói có một cô gái nhảy cầu tự vẫn rồi. Liệu có phải Mễ Luyến không? Mau đi xem. Anh, cô ấy sao rồi? Bị hôn mê rồi. Anh phải cấp cứu cho cô ấy. Tôi phải mau cứu cô ấy. Anh làm gì vậy? Giở trò lưu manh sao? Anh định làm cái gì? Sao lại giở trò lưu manh? Anh nói ai lưu manh? Không phải giở trò lưu manh thì là cái gì? Anh nói là tin gì vậy? Giở trò lưu manh còn không cho nói. Anh, tôi đang cứu người. Cứu người ở đâu mà dùng miệng cứu? Vô văn quá. Tôi từ nhỏ đã học thức rồi. Tôi có văn quá. Vậy tôi thơm cô xem có được không? Được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Hai người là bạn cô ấy sao? Tôi nói các anh nghe, cô ấy bị rơi xuống nước hôn mê, không cứu sẽ chết mất. Anh đừng có nói bừa. Tránh ra đi. Anh đụng vào cô ấy thử xem. Anh nào có gan làm vậy? Tôi đánh chết các anh. Các anh làm gì vậy? Sử Văn Long, Phương Tiên Sinh, em họ, em họ. Phương Tiên Sinh, Mễ Luyến tỉnh rồi. Em họ, sao phải khổ như vậy? Nếu em có bệnh hệ gì, em với anh làm sao ăn nói với cha mẹ đã khuất của em đây? Hạo Thiên định ban, hai cậu đưa em họ tôi về đi. Bao đi. Được, 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 từ từ thôi. Nào, cẩn thận một chút. Sĩ Quang Long, Phương Tiên Sinh, là anh cứu em họ tôi sao? Anh quen họ à? Họ là bạn của em họ tôi, từ Hồ Nam tới. Em bắn chết anh đi. Làm gì vậy? Anh đừng như vậy. Em dễ cầu tự dẫn, có khác gì bắn chết anh? Ai bảo anh không thích em? Anh không thích em, em sống trên đời còn ý nghĩa gì? Anh nói này Mễ Luyến, nếu em thực sự có chuyện gì, em nói anh phải làm sao? Anh còn sống trên đời này thế nào đây? Em đừng giở thói đại tiểu thư. Em bình tĩnh lại suy nghĩ xem, tình cảm của em dành cho anh có phải là tình yêu không? Sao lại không phải tình yêu? Là tình thân, tình anh em. Em thấy là tình yêu. Em căn bản không hiểu tình yêu là gì. Anh hiểu tình yêu là gì? Được, để anh nói cho em biết. Anh với Tiểu Mạn tình cảm hai bên đã nhiều năm, nhưng bọn anh chưa từng anh em dưới trăng bao giờ. Bởi vì bọn anh là đảng viên đã cộng sản, bọn anh đã hẹn nhau đời này cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại. Sự nghiệp thì tình yêu đâu có mâu thuẫn. Đúng, đúng là không mâu thuẫn. Nhưng mà tâm trí một người có hạn. Vì hạnh phúc nhân dân, vì sự giàu mạnh của đất nước, chúng ta có quá nhiều chuyện cần phải phấn đấu. Làm gì có tâm trí để yêu đương? Mễ Luyến, em mở to mắt xa nhìn xem. Thế gian này rất rộng lớn. Em còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài. Hơn nữa, anh có thể nhìn thấy được Mã Hậu Thiên và Lâm Định Bang đều rất thích em. Tình yêu của em chỉ cần quay lưng lại là có được. Hai bọn họ bỏ qua đi. Mễ Luyến, hứa với anh, đừng làm việc dại dột. Nếu em thực sự cảm thấy quá nhàm chán, anh nghĩ em nên đi đăng ký thi trường Đại học Quảng Đông. Chị Tiểu Mạn của em đang làm giáo viên ở đó, Đại học Quảng Đông. Đúng vậy, Tôn Tiên Sinh đã cho mở hai trường đại học, một văn một võ. Văn chính là trường Đại học Quảng Đông, võ chính là trường Sĩ Quan Lục Quân, còn gọi là trường quân sự Hoàng Phố. Chị Tiểu Mạn, em và anh mỗi người dạy học ở hai trường này. Nghĩ cái gì thì cái đó đến. Cậu nghe đi, em đồng ý với anh, sau này sẽ không làm chuyện gốc nghếch nữa. Anh nói chuyện thi đại học thì em sẽ suy nghĩ. Được, anh tin em. Có thể bước ra từ bóng tối để chào đón ngày mai tươi sáng của em. Được rồi, anh ra ngoài trước đây. Phương Tiên Sinh, Phương Tiên Sinh, mọi người yên tâm đi. Mễ Luyến đồng ý với tôi rồi, sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Vâng, nhưng mà vẫn phải nhờ mọi người chăm sóc em ấy. Có chuyện gì cứ tới tìm tôi. Được, không thành vấn đề. Anh yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc tốt Mễ Luyến. Được, vậy tôi về trước nhé. Phương, các cậu có chuyện gì? Cậu nói đi. Có chuyện này Phương Tiên Sinh. Nếu anh đã là thầy giáo của trường quân sự Hoàng Phố, tôi với Mã Hậu Thiên chúng tôi đang muốn thi vào trường quân sự Hoàng Phố. Phiền anh giúp chúng tôi. Các cậu muốn thi vào trường quân sự Hoàng Phố. Trường quân sự Hoàng Phố không thi dễ như vậy. Nhưng anh giới thiệu chúng tôi có tự tin thi đỗ. Tôi thấy tố chất sức khỏe của cậu không ổn, nhưng mà kiến thức văn hóa thì có hơi sai sót. Như vậy đi, để tôi nói Tiểu Mạn có thời gian giúp các cậu phụ đạo lớp văn hóa. Được, tốt quá rồi. Vậy cảm ơn anh Phương Tiên Sinh. Cảm ơn Phương Tiên Sinh. Cảm ơn. Được, vậy tôi đi trước. Vậy được, chúng tôi không tiễn anh. Anh đi cẩn thận. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Cái gì mà thành công? Đập đập như vũ. Thành công rồi. Còn cả cậu nữa, bớt mấy trò này đi. Tôi làm sao? Thời khắc then chốt lại đẩy tôi ra. Sao cậu không nói đi? Cậu nói có chừng mực. Được rồi, thành công là tốt rồi.
Câu này cậu nghĩ lại xem. Anh họ, Mễ Luyến, em đến rồi. Mễ Luyến, sao cô cũng tới đây? Các anh được thi vào trường quân sự Hoàng Phố, chẳng lẽ tôi không được thi Đại học Quảng Đông sao? Chị Tiểu Mạn, em muốn thi vào trường của chị. Chị nói xem liệu em có đổ không? Chắc không thành vấn đề. Chị đánh giá em cao lắm. Anh họ, anh cũng đánh giá em rất cao. Cố lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây, cái này rất quan trọng. Còn cái này nữa, nhất định phải học thuộc. Mễ Luyến, chuyện mấy hôm trước anh của em đã nói với chị rồi. Mễ Luyến, em giải cầu tự dẫn thực sự là quá bồng bột đi. Em biết rồi, sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Anh họ nói đúng, em vốn không hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu là khi em yêu một người, muốn đối xử tốt với anh ấy, chứ không phải là làm khó người ta. Chị Tiểu Mạn, chị với anh họ em hai bên đều có tình cảm với nhau, lại đều là đảng viên cộng sản. Em chúc phúc cho hai người. Cảm ơn em. Chị Tiểu Mạn, Mễ Luyến, hai người xem phương tiên sinh giới thiệu bao nhiêu sách cho em này. Để tôi xem. Phê bình triết học Hegel, Bằng Về Tư Bản Nguyễn 1, đều là sách của Marx. Đúng vậy, anh đọc được không? Không hiểu thì học thôi. Đúng rồi, cô cũng tới học. Thế qua đại bảo thì sao? Cô ấy nói rồi, chúng ta ai thi trường quân sự thì thi, ai thi đại học thì thi. Cô ấy chỉ biết được mấy chữ, không thi nổi, nên đi bóc vác rồi. Nó phải kiếm tiền cho chúng ta tiêu. Nói thật, cái đồ thổ phỉ đó cũng nghĩa khí lắm. Nếu anh mà thích người ta thì lấy người ta về làm vợ đi. Cái gì mà lấy về? Tôi còn thích cô nữa đấy, sao cô không cho tôi lấy cô đi? Chị Tiểu Mạn, cái người này chẳng đứng đắn gì. Vậy không phải là do cô không thích sao? Cướp! Bắt cướp! Bắt lấy hắn! Cảnh sát, cảnh sát. Chuyện gì? Hắn cướp đồ này. Đứng dậy. Mấy anh của cô trả cho cô. Mấy anh của tôi, cảm ơn cô nhé. Đừng khách sáo. Cô làm gì ở đây à? Đúng vậy, tôi làm bốc vác ở đây để kiếm tiền. Cảm ơn cô nhé. Không phải khách sáo. Tôi là như vậy, tôi là phóng viên Long Văn Nhã của Nhật Báo Dân Quốc Quảng Châu. Giờ tôi đang viết một bài liên quan tới công nhân ở cảng Quảng Châu. Tôi có thể hỏi cô mấy câu được không? Nhưng mà tôi phải làm việc nữa, tôi có thể đợi. Vậy được, để tôi làm xong việc, để đến lúc xong tôi tìm cô. Được. Nào Long cô nương, cô vào đi. Chỗ cô ở cũng được quá nhỉ? Đúng vậy, căn nhà chúng tôi đang ở là của người cô với anh quen cô. Phương tiên sinh giúp chúng tôi thuê. Vậy cô gái muốn nhảy cầu tự dẫn đó thì sao? Còn cả hai anh chàng đó nữa. Bọn họ à? Bọn họ người đi thi đại học, người đi thi trường quân sự cả rồi. Vậy sao cô không thi? Tôi thì thi cái gì? Tôi có biết được mấy chữ đâu. Hơn nữa, Long cô nương, cô có biết trước đây tôi làm gì không? Tôi không biết, cô đoán xem. Không đoán được. Tôi chính là một thổ phỉ. Sao vậy? Cô sợ à? Cô đừng sợ, tôi nói là trước đây, bây giờ không phải như vậy nữa rồi. Chẳng trách cô giỏi giỏi như vậy. Long cô nương, tôi không nói khác đâu. Năm đó tôi và cha tôi ở trên núi Thập Chỉ, có mấy trăm khẩu súng, mấy trăm người. Chẳng qua là sau đó thì sao? Sau đó bị cha của Lâm Định Bang và cha của Mã Hậu Thiên diệt sạch. 13 người anh làm bao tiêu của tôi đều chết hết. Cha nuôi tôi bây giờ sống chết không rõ. Nếu các anh cô bị cha của Lâm Định Bang và Mã Hậu Thiên giết chết, vậy tại sao cô vẫn trở thành bạn với bọn họ? Chuyện này nói ra dài lắm.
nói với cô ba ngày ba đêm cũng không nói hết được. Long cô nương, cô uống hớp nước đi, tôi đi tắm đã. Được. Lâm Đình Bang, anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh cô ấy? Chuyện này là sao? Cửa mở, Long cô nương không phải cô đi bốc giác sao? Tôi còn tưởng là trộm. Long cô nương, không lẽ tôi đánh chết cô ấy rồi? Cô ấy không sao, mau bế cô ấy vào phòng đi. Được, 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 được. Tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Tên khốn kiếp này, anh đứng lại. Lộc cô nương, anh đứng lại cho tôi. Sao lại đánh tôi chứ? Tôi gây chuyện gì với anh mà anh đánh tôi như vậy? Không không không, cô nghe tôi nói. Anh lại đây đi mau, để tôi đánh anh ta. Lộc cô nương à, cô đừng ngăn tôi, anh ta không cố ý đâu. Tên khốn kiếp, cậu chưa có ai đánh tôi bao giờ. Đừng chạy nghe chưa, anh đứng lại cho tôi. Anh chạy không được đâu, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Thù này tôi không thể quên. Dám đánh Long Văn Nhã tôi, sao lại đừng hòng sống ở Quảng Châu này. Long cô nương, anh nhớ đấy, tôi sẽ không quên đâu. Long cô nương, cô đừng như vậy, đừng so đo với loại tầm thường như anh ta. Lâm Định Bang chính là loại như vậy. Cô mặc kệ anh ta đi, chúng ta tiếp tục phỏng vấn nào. Bực quá đi mất. Nào, thầy Long, hai thí sinh tiếp theo là tôi giới thiệu. Để khách quan, tôi sẽ không phát biểu quan điểm, để anh và các giám khảo khác chấm. Không thành vấn đề. Mã Hạo Thiên, nói xem, tại sao cậu lại muốn thi vào trường quân sự Hoàng Phố? Vì cách mạng. Cậu biết cách mạng là gì không? Biết. Đánh đổ phong kiến, quân phiệt trong nước, đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thực hiện chủ nghĩa tam dân của Tôn tiên sinh. Tốt. Nói hay lắm. Như theo như chúng tôi điều tra, cha cậu là ông Mã Thiên Cốt, là đốc quân Hồ Nam, giờ đang là tư lệnh Sâm Châu. Cậu có thấy ông ấy là tính quân phiệt phong kiến không? Có. Vì cậu có nghĩ cậu thi vào trường quân sự Hoàng Phố, gia nhập quân cách mạng quốc dân, sẽ có một ngày lính của ông ấy, thì lúc đó phải làm sao? Có, tôi có thể làm được. Làm được. Tôi không tin. Thầy Long, xuất thân không thể lựa chọn, nhưng con đường phát triển có thể lựa chọn. Thanh niên chúng tôi là quân tiên phong cách mạng. Một khi có chiến tranh, tôi sẽ thuyết phục cha mình, thống lĩnh quân bảo vệ và cảnh sát đứng lên khởi nghĩa, mở con đường tiến lên phía Bắc. Nếu cha cậu có sự ủng hộ của phủ đốc quân Hồ Nam và thủ tướng nội các Bắc Dương Đoàn Kỳ Đoan cố chống cự thì sao? Vậy thì đó là tự tìm chết. Nếu ông ấy không nghe lời, tôi sẽ lấy mạng ông ấy. Tôi nói được làm được. Hai quân đối đầu, cậu dám bắn cha cậu không? Thầy Phương, giúp tôi một câu đi. Tôi thật sự là một lòng một dạ muốn theo cách mạng mà. Mã Hạo Thiên, cậu là do tôi giới thiệu tới dự thi. Xin lỗi, tôi không thể nói giúp cậu. Mã Hạo Thiên, cậu ra ngoài đi. Tình hình của cậu tương đối đặc biệt, chúng tôi sẽ suy nghĩ. Thưa thầy, tôi muốn hỏi anh một câu. Nói. Tôi biết anh đang nghi ngờ động cơ thi vào trường quân sự. Chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, các anh sẽ không nhận tôi, đúng không? Đúng vậy. Vậy tôi muốn hỏi anh,
Con của cướp của nhất định phải làm cướp sao? Không phải. Vậy thì đúng rồi. Con của Quân Việt tại sao không thể làm cách mạng? Nếu giờ Trường Quân Sự Hoàng Phố còn dùng huyết thống để nhìn người, vậy tôi thấy thật tiếc. Như vậy Trường Quân Sự không thi cũng được. Thằng nhóc này có khí phách đấy. Hạo Thiên, Hạo Thiên, người tiếp theo Lâm Định Bang. Có. Chào, chào thầy Long. Chuyện lần trước xin lỗi anh. Tôi là thí sinh Lâm Định Bang. Phương tiên sinh, Lâm Định Bang, đây là trường thi, không được lôi kéo quan hệ, đứng nghiêm túc. Lâm Định Bang, cậu đã từng giết người chưa? Tôi đang hỏi cậu đã từng giết người chưa? Chưa. Theo như chúng tôi điều tra, cha cậu là Lâm Dĩ Hiền, trước là tư lệnh công an Sâm Châu. Lúc ông ấy tiêu diệt thổ phỉ trên núi Thập Chỉ, đốt sạch sẽ hết nhà cậu, tức thảy có mấy chục người bị thổ phỉ giết chết hết. Có thâm thù đại hận như vậy, cậu không muốn báo thù sao? Muốn. Người ta sao đến giờ chưa giết một người nào hết? Tôi cái gì? Vậy chỉ có thể có nghĩa là cậu đang nói dối, hay là cậu là thằng hèn? Suốt cuộc cậu là kiểu nào? Cậu mau nói đi. Thưa thầy, tôi không nói dối. Tôi thực sự chưa từng giết ai. Vậy thì cậu là đồ hèn rồi. Thầy Long, nói vậy có chút không phải. Chúng ta phải tôn trọng mỗi một thí sinh. Xin lỗi Phương tiên sinh. Con người tôi tính cách thẳng thắn, thích nói thẳng, nói thật. Lâm Định Bang, cậu thừa nhận cậu là đồ hèn nhát sao? Tôi, cái gì? Trường Quân Sự Hoàng Phố chúng tôi là để bồi dưỡng sĩ quan vì cách mạng. Tôi thấy cậu không hợp với nơi này. Thưa thầy, tôi thực sự không hiểu. Lẽ nào chỉ có giết người mới có thể thi đỗ Trường Quân Sự Hoàng Phố? Tôi không giết người không có nghĩa là tôi hèn nhát. Cũng có thể chứng minh là tôi không dũng cảm. Đó là vì tôi không biết hung thủ giết người là ai. Tôi không thể giết người vô tội. Định Bang, cậu bình tĩnh đã. Thầy Long chỉ muốn kích cậu để xem phản ứng của cậu thôi. Lâm Định Bang, cậu nói xem, tại sao lại muốn thi vào Trường Quân Sự chúng tôi? Nói thật, lúc đầu tôi không hề muốn thi vào Trường Quân Sự Hoàng Phố. Nhưng trong những ngày tháng tới Quảng Châu, tôi đã nhìn thấy một nơi hoàn toàn khác với Sầm Châu. Tôi mới hiểu hy vọng của Trung Quốc ở đâu. Quân Việt Bắc Dương mười mấy năm nay, chiến tranh liên miên khiến dân chúng khổ cực. Đã đến lúc thay đổi tất cả rồi. Cho nên tôi cam tâm tình nguyện làm quân tiên phong cho cách mạng. Kể cả có hy sinh bản thân cũng đáng. Vậy tôi hỏi cậu thêm một câu này nữa, thằng nhái này. Thú vị đấy. Nếu trong nhà cậu không xảy ra biến cố như vậy, thì cậu có đăng ký thi vào Trường Quân Sự Hoàng Phố không? Không, vì không xảy ra biến cố thì tôi sẽ không từ Sầm Châu tới Quảng Châu. Không tới Quảng Châu đương nhiên tôi không thể thi vào Trường Quân Sự Hoàng Phố. Phương tiên sinh, hai người anh giới thiệu là hai người hoàn toàn khác nhau đấy. Đi xem, cậu có đủ không? Xin lỗi, làm ơn cho qua đi. Làm ơn cho qua. Tôi đổ rồi, cậu xem có tên tôi ở trên đó không? Người anh em tôi đổ rồi, chỗ đó Mã Hạo Thiên, tôi đổ rồi. Nào từ từ hắn cười. Sao tôi không thấy tên mình, để tôi tìm cho cậu. Này, Lâm Định Bang, cậu nhìn kìa, Lâm Định Bang, tên cuối cùng, cậu cũng đổ rồi. Sao lại là người cuối cùng? Thôi kệ đi, thi đổ là được rồi. Chúng ta đều đổ rồi. Lần này tốt quá rồi. Lần này thật tốt quá. Giờ Mễ Lý đổ Đại học Quảng Đông, hai anh đổ Trường Quân Sự Hoàng Phố, chỉ còn là một mình tôi. Thực sự là buồn chết đi được. Cô cũng có thể thi mà. Nếu không được tôi phụ đạo cho cô. Năm sau cô thi. Thôi bỏ đi, tôi nào phải dân có thể học đại học. Tôi phải chăm chỉ làm việc, vận chuyển ở cảng thôi. Lâm Định Bang, không phải anh đổ Trường Quân Sự Hoàng Phố, sao lại không vui thế? Cậu ấy thì đổ nhưng mà đứng cuối, thấy mất mặt. Hàng cuối cũng là đổ. Anh có biết tôi hâm mộ mọi người thế nào không? Có gì mà hâm mộ?
Kỳ này tổng cộng tuyển 570 học viên, tôi là hạng bét. Sau này làm người đứng chót rồi. Cái này không sao thì đổi là được. Đừng nói nhiều nữa mà ăn đi. Mà ăn đi nào, ăn đi ăn đi. Chúc mừng một chút. Người anh em, cậu ngủ bên đó đi. Cậu là ai? Tôi là Châu Tế Sinh. Là ai thì sao? Cậu là tiểu đội trưởng tiểu đội 5 khóa 4. Lớp trưởng à? Vậy thì cũng phải ai đến trước ở trước chứ. Tiểu tử cậu nói lại lần nữa. Tôi nói thì sao? Không sao, vốn là vậy còn gì. Đi đi. Cậu làm cái gì vậy? Đừng kích động. Định mang, đòi làm gì vậy? Chào mọi người, tôi là Hà Mặc Tu, hân hạnh. Mã Hạo Thiên. Lâm Định Bang. Báo lên, báo lên, tăng tốc lên cho tôi. Có phải ông già đâu. Được tưởng giờ được hoàng phố thì là người hoàng phố. Không được 3 tháng huấn luyện, các cậu cuốn xéo cho tôi. Báo lên đi. Nếu không được là phải đi đấy. Định Bang. Đâu? Báo cáo giáo quan, điều đội 5 đã đến đủ. Tốt. Toàn đội có mặt. Lần huấn luyện 500 dặm này, ai là hạng nhất nói tôi nghe. Tôi. Hạng 2. Tôi. Tốt. Châu Tế Sinh, Mã Hạo Thiên, lần huấn luyện giảng bài lần này thành tích các cậu khá lắm. Các cậu nói tôi nghe, lúc các cậu đang chạy, trong đầu các cậu nghĩ gì? Báo cáo trưởng quan, vì tôi là tiểu đội trưởng cho nên tôi nhất định phải dẫn đầu. Mã Hạo Thiên. Có, nhất định phải theo học tiểu đội trưởng, học tập tiểu đội trưởng. Hà Mặc Tu, có. Trong lần giảng ngoại này, thành tích của cậu là hạng áp chót. Đây vốn không phải thành tích thực sự của cậu. Cậu nói tôi biết, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Báo cáo giáo quan, tiểu đội 5 khóa 4 chúng ta là một tập thể. Tôi không bỏ sót lại bất cứ bạn nào. Vậy cậu kéo một tên bỏ đi như vậy, không sợ ảnh hưởng thành tích của cậu sao? Thầy Long, em không đồng ý quan điểm của thầy. Chúng ta là một tập thể, phải cùng tiến cùng lùi. Báo cáo giáo quan, tôi không phải đồ bỏ đi. Cầm miệng. Hay cho cùng tiến cùng lùi. Các cậu nghe thấy chưa? Đã nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Đây mới là tinh thần của hoàng phố chúng ta. Một người có năng lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người. Nếu các cậu có thể giống Hà Mặc Tu, hiểu giá trị của tập thể, thì các cậu sẽ có tất cả. Có hiểu chưa? Hiểu. Con người tôi trước nay thưởng phạt phân minh. Hà Mặc Tu, có. Cậu có thể cưỡi ngựa của tôi. Những người khác chạy thêm 30 dặm. Các cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Nghe thấy. Xuất phát. Tất cả bên phải quay. Chạy bộ. Chạy. Cậu phải chạy thêm 30 dặm nữa. Vậy thì khác gì đòi mạng tôi. Tôi bệnh sớm như vậy đã không thi trường quân sự hoàng phố. Định Ba, cậu đừng nản chí. Tuy thể lực cậu hơi kém nhưng có thể tập luyện, cố lên. Xin lỗi tiểu đội trưởng, tôi làm liên lụy mọi người. Bớt nói nhảm, cứ chạy đi. Tiểu đội trưởng, Hà Mặc Tu không cưỡi ngựa, hay là để Lâm Định Ban cưỡi đi. Như vậy chúng ta có thể chạy nhanh hơn một chút. Đừng nghĩ những thứ vô dụng ấy nữa. Tính cách của thầy Long cậu còn chưa biết sao. Lỡ để thể mượn cớ và chạy thêm 30 dặm thì coi. Chạy đi đi. Nhanh lên. Đi. Lâm Định Ban, sửa chân đi rồi đi ngủ. Tôi chợp mắt một chút, mệt chết đi được. Để tôi giúp cậu. Không cần, không cần. Không cần, sửa chân mới thấy đỡ mệt. Huấn luyện tân binh tận 3 tháng. Chúng ta phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, sống tử tế thôi. Còn 3 tháng nữa sao? Tôi nghĩ 3 ngày thôi tôi đã mệt chết rồi. Tiểu đội trưởng, cậu là ý gì? Tôi có ý gì cậu không hiểu sao? Hà Mặc Tu, giả giờ thanh cao cái gì? Tự cậu kéo theo đồ bỏ đi chạy cùng, hại thầy Long phạt chúng tôi chạy thêm 30 dặm. Món nợ này tôi sớm muộn cũng tính với cậu. Cậu dọa tôi. Có người sợ, nhưng mà tôi thì không.
Hà Bạc Tu, hay là chúng ta ra ngoài đấu tay đôi? Đi, đấu tay đôi thì đấu, tôi sợ cậu chắc. Tiểu đội trưởng, muộn như vậy rồi, còn đấu cái gì mà đấu, mau đi nghỉ ngơi đi. Hà Bạc Tu, cậu đợi đấy cho tôi đang đợi đây. Cậu đợi đấy, tôi đợi đấy. Định Ban, có cần tôi giúp cậu rửa chân không? Được rồi, cậu tự rửa đi. Độc bia. Bia số 1, 5 phát 48 điểm. Bia số 2, 5 phát 47 điểm. Bia số 3, 6 phát 56 điểm. Bia số 4, 15 điểm, 3 phát không trúng bia. Gì chứ, tôi thấy tôi đã bắn trúng cả 3 phát. Đồ phế vật. Hơn nữa trên bia của cậu ấy có 6 phát, ở đó chắc chắn có một phát tôi bắn, cho nên điểm đó phải tính cho tôi. Cậu tự bắn nạc của mình sang bia của người khác có thể tính thành tích cho cậu sao? Báo cáo giáo quan, tôi xin thêm một cơ hội. Bỏ đi. Có cho cậu cơ hội bắn thêm 10 phát nữa thì cậu vẫn là hạng bét. Lâm Định Bang, rút lui đi. Định Bang, cậu đã có tiến bộ. So với lần bắn đầu tiên, 5 phát trượt bi cả năm, giờ cậu có thể bắn trúng 2 phát. Đừng từ bỏ, cậu phải cố lên.